Chiếc xe điện hai bánh. Chiếc xe điện này thì được thiết kế rất là khí động học với các cạnh các thứ được bo tròn. Chiếc xe điện này có trọng lượng tầm khoảng 10 kg, nhưng nó có thể đỡ được trên nó cái trọng lượng hơn gấp 12 lần là 120 kg. Bên cạnh của chiếc xe điện hai bánh của nó là bao gồm hai chiếc bánh, và đó chính là hai chiếc bánh lốp đặc cũng như là phần la răng cũng đặc luôn, rất nặng và bền. Toàn thân của xe điện hai bánh được làm chủ yếu bằng nhựa, lớp vỏ nhựa cứng, nếu có va chạm thì cũng rất khó để mà hỏng. Đường trước của chiếc xe điện này thì nó có hai chiếc đèn led để báo hiệu đứng lên, thì hai chiếc đèn led này nó sẽ sáng, cũng như rẽ trái hoặc là rẽ phải thì hai chiếc đèn led này cũng sẽ tùy vào đó mà báo hiệu theo. Một điểm đặc biệt của nó chính là chiếc xe điện này không phân biệt là đâu là phía trước và đâu là phía sau, vì thế nên hoàn toàn hai chiếc đèn led này có thể là thích nó ở phía trước cũng được hoặc là về phía sau báo hiệu cũng được luôn. Pin sử dụng cho chiếc xe điện loại hai bánh này đó chính là pin lithium, và cái thời gian sạc đầy được chiếc xe điện này đó là từ 2 cho đến 3 tiếng. Và cái điện để sử dụng, nguồn điện sử dụng cho xe điện là lên tới 36V, chính vì thế nó rất là khỏe. Và cái quãng đường có thể đi được so với là chiếc xe điện nó lên từ 15 cho đến 18 km. Để đi chiếc xe điện này thì nó cũng rất là dễ, chỉ cần tập độ khoảng từ 5 đến 10 phút, lâu nhất là một buổi có thể hoàn toàn làm chủ được chiếc xe điện này, có thể di chuyển dịch sang trái phải ở những cái không gian hẹp, cũng như là thực hiện một số những cái điệu santo chẳng hạn. Và cái việc sử dụng chiếc xe điện này thì tùy thuộc vào khả năng cũng như là sự sáng tạo, thậm chí một số những có quay phim, nhu cầu về quay phim hoàn toàn có thể sử dụng chiếc xe điện này để thay cho cái chiếc thanh ray, nó rất là tiện dụng. Sử dụng chiếc xe điện này tại Việt Nam một cách an toàn nhất thì là nên chọn những cái mặt đường nó bằng phẳng, nó không bị ổ gà, và tốt nhất là không nên lưu thông nó ở trên đường mà chỉ có thể nên đi trên vỉa hè có chất lượng tốt, không nên đi nó ngoài trời mưa cũng như là đi qua những cái chỗ độ ẩm thì nó sẽ là dễ gây chập cháy. Để sử dụng thì đầu tiên đặt một chân ở phía trên chiếc xe điện, và khi đứng lên chiếc xe điện này thì cần làm nhanh và dứt khoát. Chính vì thế thì sẽ giữ cho được chiếc xe điện nó được cân bằng hơn. Khi đứng lên thì có lẽ sẽ cần 1 hoặc 2 phút để làm quen và giữ được thăng bằng. Và cái động tác đầu tiên khi gặp đi chiếc xe điện này là giữ được chiếc xe điện nó đứng im một chỗ và giữ được mình không bị tiến hoặc lùi. Đã sẵn sàng thì chúng ta có thể sử dụng một số động tác là tiến hơi nghiêng người một chút về phía trước, hoặc là cái mu bàn chân ấy, nó hướng về phía trước thì chiếc xe điện sẽ tiến lên. Tương tự như thế thì chỉ việc hơi ngửa ra phía sau thì chiếc xe điện nó cũng sẽ đi lùi lại. Khi bạn quen rồi thì cái cảm giác mà đi chiếc xe điện này nó rất là tự nhiên và dễ dàng. Và để rẽ trái hoặc rẽ phải thì cũng áp dụng đúng như thế. Khi bàn chân tiến về phía trước thì cái bánh của bên đấy nó sẽ quay. Được rồi. Thả lỏng đi bạn, thả lỏng. Thả lỏng ra, không có cương lên. Mày đi không tới đi bạn. Đồng lông lên đi đây. Ủa mai còn xuống đăng ký không? À hết rồi, hết rồi em. Chị ơi, ngày mai chị quay lại giùm em nha. Slowly, that's it.
Sao điều chỉnh muốn đi tới thì sao? Muốn đi bên phải á, Yeah.